độ và giao xe cho em trai 2K8 mới thi đỗ vào 10 tại Vĩnh Phúc sẽ như thế nào? Hello anh em, chào mừng em quay trở lại video tiếp theo của mình là Sơn Sơn Độ Xe Dạo đây. Lâu lắm rồi không gặp anh em, rất là nhớ anh em cho nên là hôm nay mình đã quay trở lại và tiếp tục đi độ xe dạo và quay vlog cho anh em xem. Video comeback lần này thì là một video dọn xe. Một cô em ở trên Vĩnh Phúc đã xem video của mình ở trên TikTok và đã biết được mình, liên hệ đến mình hỏi làm con xe. Và sau khi được sự đồng ý của bố mẹ thì đã chốt làm. Hôm nay thì tận tay đi từ Hà Nội lên tận Vĩnh Phúc để giao xe cho em ấy. Thì hành trình giao xe như thế nào và con xe nó như thế nào thì tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem. Anh em nhớ xem hết video nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Hello. Đến nhà khách rồi anh em nhá. Anh chị mà. Đi nói chung là đi từ từ thôi, đi từ em đi Hà Nội lên mà. Hà Nội lên hơn 80 cây mà. Đi nào lên đi đường em đi Sơn Đây. Sơn Đây. Dạ vâng. Đấy nói chung là cũng để test thử thì đi hơn 80 cây, về đây vẫn còn điện thoải mái. Cũng đi xa thì nó mới biết được vâng. Ok, tình hình là mình đã đến nhà khách rồi anh em ạ. Hiện tại mình đã có mặt tại Đồng Xeo thuộc Yên Dương à? Yên Dương của Tam Đảo. Đấy, thì mình vừa mới vượt một cái hành trình khoảng hơn 80 km từ Hà Nội về tận đây và bây giờ mình đã giao xe cho em ấy rồi. Đây, xe thì đây rồi. Đấy, đấy rồi. Giao chủ xe cũng vừa test rồi. Thì chủ xe cho ý kiến thế nào? Xe ok không? Ok. Rồi. Đấy, nói chung là ok. Vừa nói chuyện với anh chị bố mẹ của em ấy thì là em ấy ngoan cho nên là bố mẹ ủng hộ anh em nhá. Đấy. Về đây giao xe trực tiếp luôn. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem con xe tình trạng nó nhá. Đấy anh em nhá. Tới bến rồi. Con xe này vừa vượt khoảng hơn 80 km từ Hà Nội về đến tận Đồng Xeo của Yên Dương Tam Đảo anh em nhá. Anh em nào khu vực này thì xác định của mình nhá. Đó thì tình trạng xe thì thực sự là nó vượt ngoài mong đợi anh em ạ. Thì tình trạng của nó là con này là hôm nay mình mới chỉ có lắp 5 bình mới cho anh em nhá. Đây, xin đến chính anh em là 5 bình mới 60V đấy. Sạc thì cũng chưa đầy đâu, nhưng mà bắn được về tận đây là quá là khủng khiếp rồi. Con này thì mình là xe đã vào sử dụng nhá, dọn mới anh em ạ. Gần như là tất cả các cái món đồ trên này đều mình được dọn mới. Thì ở đây mình đã lắp một chiếc cắp nhôm CNC V2 này, đấy, động cơ 500W này. Đó, động cơ watt anh em nhá. Chắn bùn với carbon này. Đấy, trên này thì thấy tay sách này. Bát biển CNC này, xi nhan chữ Z này. Đó, chân chống CNC luôn này. Đằng trước này thì ốc titan này, xi nhan chữ Z này. Ghi đông 28mm Trung Quốc này. Ghi đông đen cũng đen đỏ nhá. Đôi tay xanh Brembo luôn này. Đấy. Cùng ga Domino này, bao tay Domino này. Đó, móc titan các kiểu luôn. Đó, con này thì chạy IC 8m mà trong suốt anh em nhá. Mã của nó là 7280. Đó. Để mà chạy lên đến đây mà vẫn còn dư điện là rất là ok rồi anh em ạ. Để mà đèn lên cho anh em xem này. Đấy. Xin em Z nhá. Con này tông đen bạc đỏ. Đó. Đèn này thì mình đã thay mình đã dán chóa khói anh em nhá. Đây, dán chóa khói rất là đẹp luôn. Ok. Đấy rất nhiều anh em ở đây này. Đấy. Giao xe nhá. Thích như thế nên là thôi để động viên đi. Dạ vâng, nói chung là nó ngoan thì mình động viên cho nó gọi là cho nó ấy. Đấy chỉ là như thế thôi còn. Dạ vâng. Để mà nói là sau khi là nói chung là như thế này là hoàn thiện rồi nhưng mà nó muốn đẹp hơn lắp phuộc với cả lắp bình nữa thì ok thôi, theo ý nó thôi. Nói chung là nói thực ra là những cái đồ điện này chị không biết gì hết. Dạ vâng. Đúng như thế nhưng một cái là mình làm ăn là chỉ là cái uy tín. Đúng rồi, vâng. Nói chung là anh chị đã tin tưởng, anh chị tin tưởng giao cho em rồi thì chắc chắn là em sẽ. Dạ vâng. Dạ vâng. Đấy cho nên là anh chị yên tâm bởi vì anh chị đã cũng chả biết em là ai mà anh chị đã chốt làm xe xong rồi cọc tiền cho em thì đấy thì anh chị yên tâm đấy, vấn đề bảo hành mấy các thứ thì ok thôi. Vâng. Chắc là xong xuôi các thứ rồi thôi em cảm ơn nhá. Em cảm ơn chị. Rồi. Rồi em cảm ơn chị nhá. Rồi vâng. Nếu mà có gì thì dạ vâng có gì thì trục trặc thì cứ báo với em nhé. Ok nhá, đi nhá. Có đây cái. Anh cho em xin nhỏ đi ạ. Bắt tay. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, ok anh.